Đây. Nông thôn Hàn Quốc. Ở đây mi rang ấy chứ. Cái hoang đàn là cái bốn cái đây này phải không? Đấy, nhà nông thôn Hàn Quốc này. Đi lại đằng kia tí xem. Đường không phải cái đường rồi. Ở đây có hồ sen này, đi câu đâu xa đây có hồ sen này. Ông ý là đi câu ấy. Thì ra là thế. À, hậu sư, nông nghiệp làm nông này. Làm nông. Đây một loạt đây. Cái gì đấy? Đá à, cái hồng. Hồng giòn ấy. Đấy, nhìn quả nó sữa thế nhỉ. Sáng nhà nó cây giống hạt đấy, cây vũ sữa. Ăn được chai cả mồm rồi con bầu kìa. Cây hồng á. À đúng rồi. Hồng giòn này. Hồng ở đây giống như thế. Đông dân rồi đấy. Đấy có quán cà phê đẹp phết này. Cái nào? Đấy, trước mặt đây. Dạ vậy. Rồi ghi bên hông cà phê nào. Cà phê Ba Cari đấy. Cà phê Ba. Rồi ghi bên hông kìa. Cà phê và Ba Lá. Ui. Đây nghe vắng vẻ nhỉ. Khách. Đấy, nông thôn của Hàn Quốc. Hơi bị xa nhà đấy. Đi bộ hơi xa nhà đấy. Hoa nhiều chưa? Đây con dân đâu mà làm gì đấy. Nhà kiểu nhà ngày xưa ấy. Nhà nào có điện mặt trời này. Pin mặt trời. Đấy, nhà đặc trưng của Hàn Quốc cái đấy xây mà úp gạch ở ngoài xây nó không chát ấy. Đấy, nhà xây kiểu gạch không này. Nhà đây đây gọi là nhà truyền thống ấy, nhà ngày xưa ấy. Đấy, của nhà này uy tín, mai uy tín á. Đấy, bên kia sông là một thế giới khác. Đấy, toàn nông nghiệp không nhỉ? Đây toàn kiểu nhà dân, nó không phải là apartment thư, cho nên là nhìn rất là lục sụp. Đấy, các Achuma đi lượn đấy. Về nhỉ? Đường đẹp thật. Ui, quá sạch. Đông rồi đó. Dân đi đầy ở đây rồi. Hoa gì đây? Cái gì đây? Dọc bờ sông này. Bình yên.